Zigli chuyên sản xuất các loại tai nghe máy tính với giá thành hợp lý, chất lượng hoàn hảo. Zigli trở thành thương hiệu duy nhất trong ngành chiếm lĩnh 76,5% thị phần tại Trung Quốc, được đón nhận tại nhiều nước có ngành công nghiệp game khổng lồ như Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Tại Việt Nam, Zigli gây ấn tượng trong làng công nghệ với các dòng sản phẩm như tai nghe trâu, mắt quỷ, bóng đêm, tam giác, ánh sáng. Trong môi trường cạnh tranh biến động không ngừng, Zigli luôn giữ vững lập trường đi đầu về sản phẩm dẫn trước thị trường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập website zigli.vn, patech.com.vn hoặc liên hệ hotline. Bill Gates, đừng ai bỏ học như tôi. Bill Gates bỏ trường chứ không bỏ học. Giống như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Oprah Winfrey, Bill Gates là tỷ phú từng bỏ học. Ông trở thành hình mẫu của rất nhiều theo chủ nghĩa hoài nghi và giáo dục. Những người này cho rằng nếu các tỷ phú đều không cần bằng đại học thì bằng cấp với họ cũng là điều không cần thiết. Nhà văn Mark Twain từng nói, tôi không bao giờ để môi trường sư phạm ngăn cản việc học của mình. Câu nói này có vẻ đúng với trường hợp của khá nhiều người thành công, cho rằng môi trường sư phạm không phù hợp với họ để rồi quyết định dấn thân lập nghiệp trước khi kiếm được mảnh bằng đại học như bao người khác. Tuy nhiên, trong một bài chia sẻ của mình, tỷ phú Gates cho thấy quan điểm hoàn toàn ngược lại. Ông nói rằng mọi người thật sự cần một tấm bằng đại học. Mặc dù tôi đã bỏ học và may mắn thành công khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, nhưng một tấm bằng tốt nghiệp đại học vẫn là con đường chắc chắn và an toàn hơn để dẫn đến thành công. Các học sinh tốt nghiệp đại học có khả năng tìm được một công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn và thậm chí có nhiều bằng chứng cho thấy họ sống cuộc sống lành mạnh hơn so với những người không có bằng đại học. Những người này cũng có thể mang những kỹ năng và kiến thức học được để áp dụng vào công việc, giúp tăng năng suất làm việc của lực lượng lao động Mỹ, từ đó đẩy nền kinh tế phát triển và có tính cạnh tranh. Bill Gates nói thêm, thật tồi tệ khi chúng ta ngày càng có ít sinh viên tốt nghiệp. Trước đó, Sharon Hyman, hiệu trưởng Đại học City College tại Chicago cũng chia sẻ rằng, trong suốt nhiệm kỳ 5 năm của mình, bà liên tục chứng kiến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thấp một cách đáng báo động. Chính vì vậy, bà đã đưa ra giải pháp là đơn giản hóa quy trình lựa chọn khóa học để sinh viên dễ dàng hơn trong việc đăng ký. Thực tế, sự phức tạp trong quy trình lựa chọn khóa học tại nhiều trường đại học đang là vấn đề vô cùng lớn. Gates nói, vấn đề không phải là không đủ người vào đại học, vấn đề nằm ở chỗ không đủ lượng người tốt nghiệp. Thực tế, có khoảng 1 trên 5 người trong độ tuổi lao động đã học đại học nhưng lại không hề có bằng tốt nghiệp. Dù đến nay vẫn chưa tìm ra cách thức tốt nhất để giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học, nhưng rõ ràng đây là một vấn đề rất lớn. Các sinh viên không chỉ có được kiến thức từ việc học tập mà họ còn được trang bị những kỹ năng giá trị cho tương lai, tìm ra giải pháp và có lòng tin vào thành công. Không thể phủ nhận, sự yếu kém của nền kinh tế trong suốt 15 năm qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp. Theo giáo sư David Dodder, thì giáo dục không phải là musical chair, trò chơi trong đó số người tham gia sẽ đi vòng quanh một dãy ghế cho đến khi nhạc dừng lại. Rồi người nào không giành được ghế để ngồi vào thì sẽ phải rời khỏi trò chơi. Càng có kiến thức, bạn càng giàu có, khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn. Một số quốc gia như Hàn Quốc và Mỹ đều đang nhanh chóng mở rộng số lượng sinh viên tốt nghiệp trong những thập kỷ gần đây. Thật khó để tìm ra ví dụ về một quốc gia nào không được hưởng lợi từ những khoản đầu tư bền vững vào giáo dục hiện đại. Trong khi có rất nhiều bằng chứng cho thấy những khoản đầu tư như vậy sẽ được đền đáp trong chung và dài hạn. Dù vậy, vẫn có những người theo chủ nghĩa hoài nghi vào giá trị giáo dục, ngay cả những người đã từng bỏ học nổi tiếng nhất thế giới lại không hề nghi ngờ về việc này. Theo thống kê của Forbes, trong số 400 người tự lập nghiệp giàu nhất thì chỉ có 63 cá nhân từ bỏ đại học hoặc những trường học cao hơn. Mặc dù vậy, 337 người còn lại có ít nhất một bằng đại học và trong số 63 người bỏ học nêu trên, đa phần họ đều tham gia học những trường có tiếng, sau đó từ bỏ. Bill Gates cùng Mark Zuckerberg đã bỏ học, nhưng trước khi bỏ học, họ đã theo học tại Harvard, học đủ số môn mình cần. Họ chỉ không có bằng mà thôi, nên đừng nghĩ rằng bỏ học tại một trường bình thường với kiến thức ít ỏi có thể giúp bạn thành công trên thương trường. Từ trendca.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.